Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay cô Duyên mang đến cho chúng mình rất nhiều những câu chuyện hay và hấp dẫn đấy. Chúng mình có muốn đón chờ câu chuyện của cô không nào? Và trước khi đến với câu chuyện, cô Duyên có một câu hỏi muốn hỏi chúng mình nhé. Ở nhà thì chúng mình thường yêu ai nhất? Riêng cô Duyên thì cô Duyên yêu mẹ của mình nhất đấy. Và chắc hẳn trong mỗi chúng ta, ai cũng tự đặt ra cho mình một câu hỏi: vì sao lại yêu mẹ của mình? Và ngày hôm nay, cô Duyên sẽ kể cho chúng mình nghe một câu chuyện. Trong câu chuyện này có muôn vàn những lý do vì sao mà chúng mình yêu mẹ của chúng mình đấy. Chúng mình cùng đón xem để xem có những lý do của chúng mình ở trong đấy không nhé. Và câu chuyện ngày hôm nay cô Duyên muốn mang đến cho chúng mình đó chính là câu chuyện Vì sao tớ yêu mẹ. Câu chuyện Vì sao tớ yêu mẹ. Vì sao tớ yêu mẹ? Tớ yêu mẹ vì bàn tay mẹ thật ấm. Tớ yêu mẹ vì mẹ đưa tớ đến những nơi thật thú vị. Tớ yêu mẹ vì mẹ cùng chơi với tớ. Tớ yêu mẹ vì mẹ luôn giúp tớ. Tớ yêu mẹ vì mẹ dạy cho tớ nhiều điều. Tớ yêu mẹ vì mẹ rất xinh đẹp. Tớ yêu mẹ vì mẹ thương tớ thật âu yếm. Tớ yêu mẹ vì mẹ dành thức ăn ngon cho tớ. Tớ yêu mẹ vì mùi thơm của mẹ. Tớ yêu mẹ vì mẹ tắm cho tớ. Tớ yêu mẹ vì mẹ thường hát cho tớ nghe. Tớ yêu mẹ vì mẹ luôn ôm tớ vào lòng. Tớ yêu mẹ vì mẹ dù tớ ngủ hàng đêm. Ai cũng yêu mẹ của mình, đặc biệt là tớ. Chúng mình có yêu mẹ của chúng mình không? Và chúng mình yêu mẹ của chúng mình vì những điều gì? Câu chuyện cô kể đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bé.